cảm thấy chán nản, đang muốn từ bỏ, thì Tấm đi một chân giày đi từ ngoài vào, lại còn đi vừa giày pha lê. Thái tử ngay lập tức hạ chỉ sắp phong cô làm thái tử phi. Chuyện này khiến mẹ con nhà Cám tức chết đi được. Nhưng ván đã đóng thành thuyền, họ tức cũng không làm gì được. Trong những ngày tháng tiếp theo, Thái tử và Tấm sống cuộc sống ngọt ngào lãng mạn. Cô Tấm thông minh xinh đẹp, tinh ý hiểu chuyện. Thái tử rất yêu quý và sủng ái cô. Mấy tháng sau, Tấm về thăm nhà. Người mẹ kế độc ác sợ rằng Tấm sẽ trả thù hai mẹ con mình. Thế là nghĩ ra một kế độc ác vô cùng. Bà ta nhân lúc Tấm trèo lên cây hái quả mà lén chặt đổ cây. Tấm còn chưa kịp phản ứng gì đã bị ngã chết rồi. Mẹ kế đắc ý lại còn giả vờ đau lòng, muốn để Cám tiến cung hầu hạ thái tử, hoàn thành nghĩa vụ mà Tấm chưa thể thực hiện. Lúc này thái tử đang chìm đắm trong đau khổ, cộng thêm với việc anh muốn bù đắp cho gia đình của Tấm nên đã đồng ý rồi. Từ đó Cám thay chị gái ở bên cạnh hầu hạ thái tử mỗi ngày. Thái tử rất chung thủy với Tấm, ngày nào cũng ưu sầu. Dù cho Cám có nghĩ đủ mọi cách tán tỉnh người, nhưng thái tử vẫn không chút hứng thú gì với cô cả. Hôm ấy, hai người đang uống trà ngoài hoa viên, bỗng nhiên từ bên ngoài bay đến một con chim vàng anh. Thái tử có một cảm giác thân thiết đến lạ, cảm thấy chim vàng anh này như người quen của mình vậy. Thái tử bước lên, chim vàng anh còn đậu lên ngón tay anh. Cám thấy vậy tức giận lắm, cô còn không bằng một con chim. Thế là cô vung tay một cái đuổi chim vàng anh đi, sau đó bưng đến cho thái tử một chén rượu. Con chim lúc nãy bỗng dưng bay đến đạp đổ chén rượu đi. Hóa ra đây là một ly rượu độc, Cám ngay lập tức quay ra mách lẻo, nói là hạ nhân muốn hãm hại thái tử, sau đó tìm cho mình một người chết thay. Thái tử ngây thơ cũng chẳng nghi ngờ gì. Thật ra Cám đã bị thừa tướng mua chuộc từ lâu rồi. Hoàng đế vẫn luôn ốm liệt giường. Bây giờ mọi chuyện lớn nhỏ trong triều đều do thái tử xử lý. Thừa tướng muốn nhân cơ hội này mưu quyền đoạt vị. Càng đáng sợ hơn đó là thừa tướng không phải là người, mà thực chất là một con yêu quái. Sau khi Tấm qua đời, biết được chồng gặp nguy hiểm, cô ấy đã từ bỏ cơ hội được đầu thai chuyển thế, mà khẩn cầu thần tiên hãy biến mình thành chim vàng anh, âm thầm bảo vệ cho chồng. Thái tử rất biết ơn chim vàng anh, thế là liền đưa nó về cung nuôi dưỡng. Cô Cám độc ác oán hận chim vàng anh làm hỏng chuyện tốt của mình, liền lén giết chết chim vàng anh đi, sau đó chôn nó ở sân tập. Sau khi chim vàng anh chết, nó biến thành một cây xoan đào, chỉ trong một đêm đã mọc cành lá sum suê. Ngày hôm sau, thái tử đi đến sân tập giám sát các binh sĩ tập luyện. Một binh sĩ trong đó bỗng nhiên lại bắn tên vào thái tử. Trong lúc nguy cấp, một cành cây bỗng dưng rơi xuống, kịp thời chặn lại được đường bay của mũi tên và cứu được thái tử. Lúc này, chiến sự xảy ra khắp nơi ngoài biên giới, các nước láng giềng rình rập. Thái tử tưởng rằng đây là sát thủ được kẻ địch phái đến, trong cơn giận dữ đã đưa quân đi thảo phạt. Lần này anh hoàn toàn rơi vào cái bẫy của thừa tướng rồi. Thừa tướng thông báo với nước láng giềng, đem kế hoạch hành quân của thái tử nói hết cho họ.